Rồi, em xin chào tất cả anh em mình nha. Em chào tất cả bà con trên mọi miền Tổ quốc bà con. Tối nay em lên một ít máy mà này em thanh lý cho anh em mình để anh em dễ sử dụng ha. Trước tiên là tụi em quay cái máy này là dân ma Tết 80. Ngoại hình thì bánh trấn hơi xét gì nè. Anh em lưu ý ha. Anh em ra đây vậy. Cái máy này thì cái bánh trấn theo em góc nhìn của em thì em thấy nó xét. Còn số xe ghi của máy này là cái này nó hơi mờ, em nhìn hơi khó anh em ơi. Nhờ con nghiêng qua bên đây nhé. Nhớ rồi. Nhớ. Nhờ con nghiêng ra trước trên bác đây. Số xe ghi của máy này là 35744 anh em ơi. 35744. Ngoại hình thì cái lốc nó đóng phèn hay là cái gì ha. Cái này chắc có lẽ là thợ em cũng không có chùi rửa. Nhưng mà em thấy cái nắp phi láp nó còn ấy quá nè. Nó còn chỗ này em thấy nó còn đẹp. Rồi, để xuống đi con trai. Cái này nó thiếu cái chụp của cái kết nước nè. Thiếu cái chụp kết nước. Vì cái số lượng máy Tết 90 trong tiệm còn rất là ít nha nè. Thì em quyết định em xả hàng luôn để em nhập cái lô khác. Này còn rất là dơ luôn nè. Ốc nắp phi láp thì chắc chắn với anh em là không có đụng rồi. 100% rồi. Bánh trớn thì nguyên si. Còn cái này thì em cũng nói thật sự với anh em luôn, hồi nãy nó còn cái chá nhưng mà nó lỏng móc cái gì nó kêu mà gà gà. Em kêu nhà đứa cháu nhớ nó xử rồi nó mở ra nó lột này ra mất tiêu luôn. Rồi để em quay mặt trước cho anh em mình coi ha. Cái này là dân ma tới 90 đây, tới 80, 80 chứ không phải 90 nghe nè. Mặt trước thì em thấy là bong bóng zin nè. Cái niềm zin nè. Chụp heo còn đầy đủ nè. Dụ rồi chưa? Kết nước còn đẹp luôn. Có cái điểm này em cần chia sẻ với anh em nè. Là cái máy này khi mà bữa hổm trên bãi về là nó bị gỉnh nước. Là tụi em có gum nó có mở cái này ra. Rồi thay vì dặn ốc cũ vô gum nó sợ. Rồi thay hết trơn cái dàn ốc này là bằng inox. Nhưng mà khẳng định với anh em 100% là bộ phận từ máy này chơi xuống là tụi em không có can thiệp nha. Chỉ mở từ két nước nè. Cắt gòn nè. Anh em nhìn thấy gòn màu trắng nè. Các cái con thay vô. Còn những bộ phân khác thì tụi em không có đụng. Rồi nhờ con test hàng cho bà con mình nhé. Cái này anh em mua về bỏ đồng cũng ngon. Hoặc anh em bơm nước. Mua về bơm nước. Thay vì anh em mua cái D6. Anh em mua cái máy này về anh em khỏi cần canh. Nó vũ ở trên nền quá. Trên nền nó vũ. Trên nền nó vũ anh em thấy là chặt chặt vô máy nó chạy còn ngon. Máy gam thì còn rất là tốt anh em. Máy này mà so với máy D6 bơm nước thì chắc chắn với anh em là nó bóp mũi cái D6 bỏ túi luôn. Dưới cái độ bền nó rất là cao. Tắt luôn đi coi. Cái này vì công suất nó là 8 ngựa nên cái D6 mình bơm không kịp nó. Chứ cái thứ hai là máy Nhật dù sao nó bèo cái nào bèo nhưng mà chắc chắn với anh em là nó sẽ ngon hơn cái máy Trung Quốc. Chắc chắn nghe một điều đó rồi đó. Thứ hai nữa là nó ít hao dầu. Thứ ba là nó nhảy quay. Cái này nãy em thấy đứa cháu mình nhớ nó quay đâu chừng 3 tua rồi chạy. Nhờ có phiền con cái nữa, con nẻ cái nó cho bà con mình coi nhé. Chuyển đèn cho anh nhớ quay cho chuyển. Chuyển nó thấy nhớ ra nó quýnh hết trơn. 3 tua nè. Đúng 3 vòng rồi chạy. Rồi tắt đi con. Nó rất là nhảy. Rồi cảm ơn hai đứa con nha. Rồi em cũng xin báo giá với anh em mình luôn. Cái máy này hôm nay em xả hàng. Xả hàng với anh em luôn. Là em bán tới bờ bến luôn. Cái này em tính anh em 4,5 triệu nè. Ngoại hình đi bon gì nè.
còn phí ship là 400 nha. Còn phương thức thanh toán của anh em thì rất đơn giản, anh em cọc cái tiền phí ship, phần còn lại là anh em kiểm tra số xe ghi, test máy rồi thanh toán với shipper ha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em ơi, cảm ơn anh em đã xem hết video của tụi em nha, chào anh em.